Xin chào anh chị ạ. Bài hôm nay tôi chia sẻ tới anh chị về lá số Nam Mệnh dương lịch ngày 11 tháng 4 năm 1980, âm lịch 26 tháng 2, năm Canh Thân, giờ là giờ Dần, thân cư Quan Lộc, năm xem 2022, năm Nhâm Dần, tuổi 43. Tuổi 43 đang nằm trong đại vận ở cung Điền Trạch từ 36 đến 45 mà cũng sắp hết cái đại vận này rồi. Tiếp theo là gì? Canh Thân tuổi Dương, mệnh đóng tại cung Sửu là cung âm, như vậy âm dương nghịch lý. Nói chung trai hay gái âm dương nghịch lý kiểu gì cuộc sống nó phải có nghịch cảnh. Đối với lá số này là công danh tài lộc nha. Đấy. Nếu mà kinh doanh buôn bán là bắt đầu dễ rủi ro cao lắm anh chị, cực kỳ cao. Cụ thể thì nó hơi đuối một tí này. Đấy, lá số này thì không kiếp đi với đào hồng, đi với kình đà. Cụ thể lại là thiên lương cô quả, đúng là thê lương thật. Xem ra là tình cảm các thứ là nó không được mạnh cho lắm. Đấy, vợ chồng tính một kiểu, vợ tính một kiểu, không hòa hợp cho lắm. Thiên lương cô quả, cô đơn cô quả. Rồi mệnh mộc cục quả, mệnh cục tương sinh, như vậy là tốt. Đấy. Mệnh sinh cục mà cung thiên di là gì? Âm dương gặp triệt, ngộ khoa quyền lộc, đắc cách. Nói chung là xuất hành xuất ngoại đi xa tốt. Nói chung âm dương mà ở cung thiên di là đắc cách. Lá số này hoàn toàn có thể làm về những ngành nghề liên quan xuất nhập khẩu đấy, cung thiên di. Thân cư quan lộc thì nói chung là đam mê với công việc, cống hiến với công việc, nhiều khi là cũng bỏ quên gia đình, vì thế tình duyên các thứ là nó cũng kém đi một chút. Đấy, thân cư quan lộc mà có hóa kỵ thì hay gặp tranh chấp thị phi. Thân cư quan lộc thì cả một đời là cống hiến với công việc, và quan lộc mà có thiên đồng thì một là làm những công việc hay thay đổi, hai là hay thay đổi công việc. Rồi quan lộc mà có thiên đồng thì về cơ bản là càng về sau càng tốt, nhưng trước nó chủ về vất vả, gian nan, khổ sở nhá. Đấy là cung quan lộc này. Tiếp theo thì mời anh chị vào cung mệnh của lá số đi. Đấy, mệnh lập tại Sửu cách cục là không kiếp kình đà, đào hồng hỷ, đi về hóa kỵ. Như vậy lá số này nếu mà biết cách vận dụng thì nó rất là hay, rất là tốt. Nhưng mà nếu không biết cách vận dụng mà đi kinh doanh buôn bán đầu cơ các thứ thì nói chung là dễ đổ bể vỡ nợ phá sản. Cách cục của lá số này nếu mà đi từ chuyên môn lên thì tuyệt vời, đã cách. Đấy, thứ nhất là mệnh giáp long giáp phượng, cái thứ hai cách cục là đào hồng hỷ, khoa lộc tả hữu, tài năng là có dư thừa. Hơn thế nữa, những cái tư tưởng của những người mà thiên không, của người không kiếp, nó rất là độc dị lạ thường, nó chả giống ai. Thế nên đi vào chuyên môn, đi vào sáng tạo đấy, thì nó sẽ rất là tốt. Còn đi vào kinh doanh buôn bán marketing các thứ ngay từ đầu thì nó không hợp cách cho lắm. Đấy, về sau thì nó vẫn hợp, nhưng ngay từ đầu là nó không hợp. Mệnh có thiên hỷ nha, thiên hỷ thì hay nói hay cười, thiên hỷ thì mỉm cười có duyên, thiên hỷ giao tiếp tốt, thiên hỷ thì thường thường là có má lúm đồng tiền. Đấy sao thiên hỷ? Hỷ là hỷ thần mà, hay nói hay cười. Ở với những người này thì tinh thần chúng ta vui tươi tốt tươi lên. Đấy sao thiên hỷ? À có một điều, tuổi canh thân năm nay là phạm tam tai là một, xung thái tuế là hai, thế nên năm nay nó chủ về vất vả. Còn vất vả như thế nào, nó chung là nó phải xem cụ thể chi tiết từng người thông qua ngày giờ tháng năm sinh. Tiếp theo mệnh của Tấu Thư. Thiên hỷ thì hay nói hay cười, Tấu Thư thì Tấu Thư nói ngọt, nhiều người dễ nghe, đấy là cái sao Tấu Thư. Tiếp theo sao Đường Phù chủ về đẹp trai, Nguyệt Đức nó chủ về hiền lành này, Nguyệt Đức nó chủ về có đạo đức này, rồi Thiên Thọ sống lâu sống thọ này. Dưỡng ở đây là chăm chỉ, cần cù, chịu khó, đấy là sao Dưỡng. Mệnh ôm vòng đào hoa thì chủ về khôn ngoan, sắc sảo, thông minh, đặc biệt là mệnh vô tri diệu. Khôn ngoan, sắc sảo, thông minh, mệnh này là hội 40. Đấy, tuần không của mệnh rất hay ở sau tuần này anh chị nha. Có con địa kiếp mà gặp sau tuần là tốt rồi, chứ không chết rồi. Tiếp theo địa không này, thiên không ở cái cung tài bạch thì rủi ro nó cao, dễ mất trắng. Tiếp theo âm dương gặp triệt, như vậy tổ hợp 10, 20, 30, 40, nói chung mệnh đắc tứ không, đi làm chuyên môn thì đắc cách. Rồi tiếp theo cách cục của lá số này là cơ cự đồng, đi với âm dương khoa lộc, toàn những sao chủ về trí tuệ, chủ về công danh, chủ về tài năng, mà chủ về cái sức sáng tạo đột phá, đột phá khoa đi với lộc, mà tả hữu đi với cự môn, mà cái thiên cơ chủ về phân tích. Đấy, mệnh cách là gì? Mệnh cách là vô chính triệu, khôn ngoan, sắc sảo, thông minh. Và làm gì thì làm, chỉ nên làm phó thôi. Còn làm trưởng thì vẫn làm được, rất nhiều anh mệnh vô chính triệu làm trưởng, nhưng mà nó rất vất vả, rất gian nan, rất khổ cực anh chị nha. Đấy là cái mệnh. Tiếp theo giáp long giáp phượng. Giáp long giáp phượng 12, trước sau vinh hiển, ra ngoài hiển danh, ra ngoài nổi danh. Đấy là cái tổ hợp sao này. Mệnh vô chính triệu đối diện thì chúng ta hãy xem cung thiên di nhiều đi. Đây cung thiên di âm dương. Đấy, âm dương đi với khoa lộc, lại đi với quyền, rồi giáp văn xương, giáp văn khúc, giáp tha, giáp tọa, giáp quang, giáp quý. Âm dương mà cung thiên di tượng là mặt trời soi đường chỉ lối, mặt trăng là dẫn lối bước đi. Đấy, ban ngày thì mặt trời, ban đêm thì mặt trăng, cuối cùng nó là trí tuệ. Người có khoa thì rất trí tuệ, vô cùng trí tuệ, và tất cả kiến thức sự hiểu biết nó ở bên ngoài hết. Thế nên là càng đi xa nó sẽ càng cắt lành. Đấy, hóa khoa là uy danh, hóa khoa là uy tín, hóa khoa là kiến thức, hóa khoa là tri thức, hóa khoa là bách khoa toàn thư. Và mệnh có sao Tấu Thư thì hoàn toàn diễn giải được những cái kiến thức mình học được. Thế nên là số này làm giáo viên bán hàng, marketing đều là những ngành hợp, nhưng mà trước hết nó phải làm chuyên môn
Đấy. Tiếp theo ngoài ra cái tổ hợp Thái Âm đi với Thiên Đồng đi với Đào Hồng Hỷ làm những ngành nghề liên quan đến văn hóa nghệ thuật, ăn uống vui chơi giải trí, đấy, thẩm mỹ làm đẹp vân vân thì rất hợp cách. Đấy. Tiếp theo Hóa Lộc ra ngoài hay được ăn hay được nhậu. Hóa Lộc đi với Hóa Khoa đi với Tấu Thư thì khả kiến thức tốt, khả năng ăn nói tốt, khả năng cảm nhận tốt, cái sự tinh tế nó rất cao. Âm Dương đi với Triệt thì nó không bất thiện công danh. Đấy, đá là ở đây ra ngoài hay gặp kỳ đà cản mũi này, hay gặp cản trở này, hay gặp trì trệ này, hay gặp thị phi này. Mệnh cách này có hóa kỵ này, có đà la chiếu về, có hóa kỵ có đào la thì cuộc đời không tránh khỏi tranh chấp thị phi, đặc biệt liên quan đến công việc. Thế nên là nó nên rõ ràng rành mạch và hạn chế tranh hơn thua thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, quan phủ là sự phản bội này, cô thần quả thú ra ngoài đơn độc này, cô độc này, chiến đấu một mình được này. Rồi trực phù ra ngoài hay phải chịu thiệt thòi. Cơ bản cung thiên di âm dương khoa quyền lộc là đắc cách. Đắc cách mệnh có địa không địa kiếp sáng tạo đột phá khác biệt. Địa không địa kiếp chủ về nóng tính, địa không địa kiếp chủ về cục tính. Mệnh cách này nó chủ về cách bạo phát bạo tàn. Vô chính diệu, hội địa không địa kiếp, hội kình dương đà la, hội thiên không, hội hóa kỵ, ăn vào cái vòng thiên không nó có cái sự bạo phát bạo tàn rất là cao rồi. Điểm chuyên môn thì quá là tuyệt vời luôn. Đó là cung mệnh và cung di này. Thiên di nhật nguyệt giáp đôi, nhất sinh xuất họa nhiều nơi thế thần. Một là thiên di giáp âm giáp dương, cái thứ hai là thiên di có âm dương qua quyền lộc, cận quan cận quý, hay được lui tới những cái nơi cao quý, những cái nơi danh vọng, những cái nơi giàu sang phú quý. Giáp xương, giáp khúc, giáp thai, giáp tọa, giáp quang, giáp quý. Ra ngoài là quý nhân vật độ trời che, rồi là trí tuệ hơn người. Đấy là cái lá số này. Rồi tiếp theo là mời anh chị vào cung quan lộc. Quan lộc anh chị nhà đồng lương. Đấy, đồng lương là một cách cục là cơ cự đồng, tiếp theo là không kiếp kình thiên không và hóa kỵ. Nói chung quan lộc mà có con hóa kỵ thì trong cái công việc hay xảy ra tranh chấp thị phi đấu đá kèn cựa nói xấu sau lưng vân vân, ghen ăn tức ở chọc quậy bánh xe, đấy là hóa kỵ. Thiên đồng thì cũng hợp với những ngành nghề liên quan tâm linh khoa huyền bí. Thiên đồng hợp với những ngành nghề liên quan đến ăn uống vui chơi giải trí, bán hàng marketing là sao thiên đồng, du lịch khám phá đây đó là sao thiên đồng. Bản chất của nó là cái sao ăn chơi hưởng thụ. Thiên đồng thì thuộc thủy tính lành, canh cải giấy thất tình phong tao, vì thiên đồng là thức, tuy là thông minh, tuy là thần đồng nhưng mà hơi bao đồng một chút, hay lo nhiều việc, hay ôm đồm nhiều việc. Tiếp theo là thiên đồng là tính nết nó hay chập chờn, hay thay đổi, thế nên cần phải kiên trì cố gắng chịu khó hơn thì nó sẽ dễ thành công hơn. Đấy, lại thêm âm dương nghịch lý nữa. Rồi quan lộc có tả phù hữu bật thì có thể làm nhiều ngành nhiều nghề cùng một lúc. Đã số này kể rất hợp với những ngành liên quan đến ăn uống vui chơi giải trí. Mệnh cách là thiên đồng là cự môn là cái miệng, ngoài ăn ra là nói. Tiếp theo là có đào hồng hỷ là cả tấu nữa. Đấy, kinh doanh buôn bán hàng đều được. Rồi thiên đức phúc đức là chủ về may mắn, có phúc có đức. Lâm quan thì liên quan đến mồm miệng, kiếp sát, nói chung công việc giáo diết, làm ra làm chơi ra chơi. Đại tiểu hao công việc là hay về chi tiêu tiền bạc, tạo dựng các mối quan hệ. Đấy, cung quan lộc là đồng lương nó chủ về thay đổi nay đây mai đó. Đồng lương tị hợi nam đa lang đáng nữ đa dâm, tức là khách phong trần, khách phiêu lãng, thì trong công việc là hay phải phiêu du, hay phải nay đây mai đó, đấy là đồng lương. Mệnh đồng lương thì thích thì đi đây đi đó. Quan lộc đồng lương thì công việc là hay phải thay đổi. Rồi đấy là cung quan lộc này. Quan lộc thiên đồng thì càng về sau nó sẽ càng tốt, trước thì nhiều cái nó không được hay, nhưng mà càng về sau càng tốt vì bản chất của nó là phúc tinh. Tiếp theo mời anh chị vào cung tài bạch. Đây, quan đây, tài đây, tài bạch là thiên cơ cự môn. Thiên cơ liên quan đến trí tuệ, thiên cơ liên quan đến phân tích, tổ chức, lập kế hoạch, giám sát. Cự môn liên quan đến lời ăn tiếng nói, liên quan bán hàng, liên quan marketing, liên quan đến phân tích là cái sao cự môn. Cự môn đi vào hóa kỵ thì đi vào bán hàng là được, đi vào luật sư, đi vào cái những ngành nghề liên quan đến lời ăn tiếng nói là được, đấy là cự môn hóa kỵ. Đặc biệt có cái sao tấu thử mệnh, nói chung khéo ăn khéo nói, tinh tế tế nhị, hữu bật là nguồn tiền tài vượng này, nhiều ngành nhiều nghề, đào hoa kiếm tiền từ những ngành nghề liên quan đến làm đẹp, ăn uống vui chơi giải trí, làm đẹp thẩm mỹ các thứ, đấy là chính là cái sao đào hoa, đồ gỗ, nội thất, kiến trúc, mỹ thuật vân vân. Thiên giải là mất tiền oan này, thiên tài như vậy, tử là có nguồn tiền tài giấu kín này. Tiếp theo cơ cự ở đây thì có thể kinh doanh buôn bán được, và cái sao cơ cự. Địa không là nó chủ về mất mát, dễ được nhưng mà dễ mất, làm liều dễ được nhưng mà dễ mất, đấy là sao địa không. Kình dương nó chủ về áp lực, nó chủ về gian nan, nó chủ về vất vả, nó chủ về khó khăn. Địa không thì kình dương cũng chủ về dễ được và dễ mất, thế nên là số này bắt đầu từ chuyên môn thì được, nhưng mà đi làm kinh doanh buôn bán lớn mà kết hợp đầu tư kinh doanh, nói chung là rủi ro nó khá là cao. Đó, cái tổ hợp mệnh nó thế anh chị nhá. Lá số này không phải là mệnh không thân kiếp, nhưng gốc mệnh là nó có địa không địa kiếp, kình dương đà la và có thiên không. Đấy, thân cư quan lộc nằm trong cái tổ hợp mệnh tài quan, thế nên nó không khác gì địa không địa kiếp lắm. Thêm nữa mệnh vô chính diệu gặp tuần lại có khoa lộc của cung thiên di. Đấy, khoa lộc của cung thiên di thì làm về chuyên môn thì nó sẽ tốt hơn. Chưa chưa nên kinh doanh buôn bán lớn. Thái âm đi với hóa lộc thì cũng có thể kinh doanh
những ngành nghề hợp với những ngành nghề liên quan tài chính, kế toán, ngân hàng, tiền bạc, bất động sản, vân vân. Đấy, thái âm đi qua hóa lộc, không nhất thiết là phải đi xây dựng, mà chúng ta có thể làm những ngành nghề liên quan phụ trợ, đó là âm đi với lộc, dương đi với khoa, đi với tấu thì giáo viên, giảng dạy, quan hệ công chúng, bán hàng là đắc cách. Rồi tiếp theo gì, phá toái này, mất tiền oan này, độc quân có năng lực quản lý tiền bạc nhưng mà địa không, đi với kình dương, đi với thiên không, thì nói chung là nó chủ phải dễ mất mát, thế nên là có tiền nên đầu tư vào một cái khoản nào đó, gửi tiết kiệm các thứ rất dễ mất, lại vẫn 36 đến 45 thì nó còn ổn. Rồi tiếp theo thì mời chị vào đây, thiên cơ khả năng phân tích sắc bén lắm, cự môn lời ăn tiếng nói đanh thép hùng hồn này, có sức thuyết phục cao này. Rồi đấy là cái cung tài bạch này, tiếp theo là cung phúc đức đi. Phúc đức có hỷ thần, có niềm vui, long đức tốt, mộc mộc dục mồ mả gần nước. Tiếp theo là cung phúc đức này vô chính diệu sẽ cung tài bạch, sẽ cung tài bạch phúc đức mà có cơ cự như thế này trong dòng họ hay xảy ra cái sự bất mãn bất hòa trong dòng họ và xuất ra nhiều người trí tuệ đấy, nhiều người đào hoa, nhưng mà khi đi kinh doanh buôn bán thì nhiều người dễ đổ bể vỡ nợ phá sản, mà phúc đức mà có nhiều sát tinh thì nguy cơ là trong dòng họ là dễ có nhiều người mất trẻ. Đó là cung phúc đức này, phúc đức như thế này thì nó chủ về mức độ may mắn cũng bình thường, nó không không rực rỡ cho lắm. Đối cung thì là cơ cự đi với địa không, kình dương, thiên không, nhưng tam hợp chiếu về lại là âm dương lương là khoa lộc, thêm nữa phúc đức có cô quả kình đà địa không thiên không, như vậy trong dòng họ là có sự ly tán, khó ở gần nhau, nó là cung phúc đức này. Bản thân lá số này là tự tự phải tự thân lập thân này, tự thân lập nghiệp này, mệnh là giáp long phượng này, tam hợp và tả phù bật, tả phù bật đi khoa lộc rất tài năng nhé. Rồi tiếp theo là cung thê, thê thê có thiên lương thì đúng là cách cục thê lương thật đấy chị ạ, thiên lương nó cô đơn cô cục, cô độc cô quả mà. Đấy, thiên lương nó được cái hiền lành, thiên lương nó phúc tinh, nhưng mà nếu vào hội quang quý quan phúc rồi là tả hữu khoa lộc thì nó tốt, đây là hội cô quả, như vậy là vợ chồng nói chung là cái tình cảm nó không được giạt giạt giảo, nó không được mặn nồng, song hao là nó đi xuống này. Văn tinh vợ thông minh tinh ý, thiên quan thì vợ hiền lành, thiếu âm thì vợ nhường nhịn chịu thiệt, tuyệt ở đây nhiều khi là cũng chả nói được với nhau. Đấy, đồng lương nó chủ về biến động, nó chủ về thay đổi, đồng lương tị hợi thôi, nó chủ về biến động thay đổi, thế nên là có cô quả ở đây là tượng là xa cách chia ly, mà ở gần nhau thì không hợp nhau, thế nên xa nhau nó hợp lý hơn. Đấy, lương ngũ hành là mộc thì cũng hợp thôi, nhưng mà vì có cô quả thế nên là cái tượng ở gần nhau không thấy hợp nhau. Đó là cung thê này. Tiếp theo là mời anh chị vào cung tử tức đi. Tử tức cung anh chị nha, tử phi thiên tướng, đầu tiên là có thiên hình. Đấy, thiên hình là tượng là sinh mổ sinh đẻ, đấy thường thường là như vậy. Tiếp theo tang môn đi với bạch khổ, đi với thiên khốc thiên hư thì có cái hiện tượng là có cái sự buồn phiền với con cái, một là khó sinh, hai là nuôi dưỡng các thứ nó vất vả. Đấy, thiên khốc là chảy nước mắt này. Tiếp theo có thanh long ở đây là con cái sau này đẹp trai này, khôn ngoan này, thông minh này. Tiếp theo là gì, tử phi thiên tướng là đông đinh vượng nhân đinh này, sinh mộ vượng là chàng sinh đế vượng bốn dòng đa nhân này. Thiên tướng thì con cái sau này là làm sếp này, làm thầy này. Đấy, thiên tướng anh chị nha, quản lý hành chính nhân sự, tử vi là vua rồi, tử tướng. Tiếp theo có khôi việt, con cái sau này thành công thành danh thành đạt, sinh con khôi việt là sinh con long phượng, sinh con xương khúc, sinh con quyền lộc hiển vinh, sinh con khôi việt văn tinh đố đầu. Đấy, tử tướng mới đi khôi việt đã cách lại thêm cả hóa quyền nữa, con cái sau này thành công thành danh thành đạt, đó là tử tướng. Còn tới mức nào thì phải xem cụ thể là số cung con cái nó đẹp đến đâu. Đấy là cung tử tức này, tử tức tử vi thiên tướng, trai nhiều hơn gái, sinh mổ sinh đẻ, nuôi dưỡng các thứ là nó hơi vất vả một chút, sau này xem ra hơi khó gần con gần cái, lý do là tam hợp có thiên mã chịu vẻ, có khôi có việt có quyền có xương khúc có quang quý và sinh mộ vượng rất là tốt, có mã chiếu về thường sau này ít khi gần con cá. Tiếp theo là cung phụ mẫu này, phụ mẫu của liêm trinh thì bố rất là nóng tính, liêm trinh hỏa vượng thân chàng mà, y diêu thì mẹ hay làm dáng, thiên mã thì xem dạ không gần cha không gần mẹ, cha mẹ hay phải đi công tác hoặc bản thân mình cũng hay phải đi công tác mà không gần cha gần mẹ. Sinh mộ vượng thì cha mẹ là tính tình rộng lượng phóng khoáng sở lời, sống lâu sống thọ, chỉ có điều tuế phá là hơi ngang hơi bướng, hơi nóng tính. Thiên khốc thiên hư là có nỗi buồn gì đó, khôi việt thì thường thường là con trưởng, nếu không là con trưởng thì học hành cũng rất giỏi và sau này thì cũng kiến thức cũng nhiều, lo toan được, thay trưởng lo toan gánh vác được các việc lớn trong gia đình. Liêm trinh rất là vượng công danh anh chị nha, thiên chủ lộc ăn lộc để, thiên mã bố mẹ năng động nhanh nhẹn tháo vát, khả năng xoay sở tốt. Hơn thế nữa cách của cung phụ mẫu là liêm trinh đi với tham lang, chắc chắn là ngoại hình bố mẹ nó khá đẹp rồi, khôi việt đã đẹp rồi, liêm trinh tham lang lại đẹp nữa, thiên mã lại cả phượng các lại đẹp hơn. Rồi cách cục là liêm tử phủ vũ tướng hội với tham, hội xương khúc, hội khôi việt, hội quyền, hội lộc,
hội mã, bùa đấy, bố mẹ có thể kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc, hội thai, hội tọa, hội quang, hội quý, lại bé được bố mẹ chăm sóc cẩn thận, chỉ có điều là bố mẹ giáo dục nó khá là cẩn thận đấy, liêm chính nóng tính lắm, hỉ nộ ái ố nó vô thường lắm, đấy là cung bố mẹ. Tiếp theo cung nô bộc nha, cung nô bộc thì nói chung bạn bè có chức vị có quyền hành, nhiều người giàu sang phú quý, đó là vũ khúc thiên phủ. Nhưng mà hãy cẩn thận khi kết hợp kinh doanh buôn bán làm ăn, có hai vấn đề. Thứ nhất là mệnh mình là nằm trong cái tổ hợp là không kiếp kình đà thiên không có vị. Cái thứ hai cung nô bộc đẹp thì rất đẹp nhưng nó có cái cách là thai phục phượng tướng. Đấy, phục binh ở đây thì không biết là bị lừa về cái gì. Đấy, hết sức cẩn thận, bị lừa, hãm hại này, đấu tranh ngầm với nhau này. Điều khách thì bạn bè có nhiều tiền, nhiều người cũng ăn chơi này, vũ khúc thiên phủ này. Là số này mà làm ăn với những cái người giàu sang phú quý là hợp cách, sinh mộ vượng, đông bạn đông bè, nhiều người quen biết này, vũ khúc văn phúc, bạn bè tài năng này, tài giỏi này, nhị khúc triều viên, vi nhân đa học đa năng, khôi việt, bạn bè là quý nhân của mình, đi bán hàng nói chung là đắt hàng như tôm tươi, đó là khôi việt ở cung nô bộc. Hóa quyền là nhiều khi chơi bạn bè khá là áp lực, do họ có quyền hành, do họ có chức vị, do họ có thế lực, vũ khúc thiên phủ, thêm nữa là khoa lộc. Đó là cái cung nô bộc này, tam thai bát toạn, rất nhiều người tốt với mình, ân quang thiên quý là có thể có anh em kết nghĩa này, ân quang thiên quý thiên phúc. Như vậy chỉ có điều có một số kẻ không hay chơi xỏ mình, đó là phú bình, đó là điều khách lừa, thì không biết nó lừa theo kiểu thủ đoạn gì. Ở đây vũ khúc thiên phủ thì thường thường là liên quan đến tài chính kế toán, lừa tình lừa tiền, chủ yếu là tiền. Rồi tiếp theo là 10 triệu cung huynh đệ nhá, cung huynh đệ là cung huynh đệ là thất sát thì sao, thất sát miễu địa thì nói chung anh em không hợp nhau, càng gần lại càng không hợp. Lý do là sát nó chủ về các cái chuyện liên quan đến hình khắc lục thân đấy, tứ linh thì anh chị em chính trực đứng đắn đàng hoàng, hội quang, hội quý, hội tai, hội thai, hội tọa, hội xương cúc quyền, hội hội thai phụ phong cáo, cơ bản là anh em cũng có công danh, có bằng cấp, hội tướng quân năng động nhanh nhẹn tháo vát, có bộ cách thai phục vượng tướng, mà bố mẹ lại có liêm chính tham lang, xem ra bố mẹ khá là rò hoa, thì nguy cơ có anh em dị bảo. Đó là cung huynh đệ này thực sự hơi khó kết hợp làm ăn, lý do là có tuần và cái sao thất sát ở đây, nó ngăn cách hai bên, nó ngăn cách hai bên nhá. Đây là cung huynh đệ. Tiếp theo cung tật ách, cung tật ách của anh tham lang, tham lang là cái sao đào hoa, tham lang tính bẩm thung dung, say mền gái đẹp, rượu đồng mỹ ngon, cẩn thận các bệnh liên quan đến trai gái, liên quan đến đào hoa do ăn chơi mà ra, đó là sao tham lang. Cũng may mắn là ở đây là có sao ân quang là một, sao bát tọa là hai, sao bác sĩ là ba, những cái sao giải hung giải tai giải họa giải bệnh rất là tốt đó, thế nên không đáng ngại. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai mệnh này cũng chắc này. Cái thứ ba là ở đây có bộ linh tinh này, xem ra hay căng thẳng thần kinh stress, thế nên là nói chung là cân bằng cuộc sống một chút là nó sẽ tốt hơn. Đó là cái gốc của tham lang. Tham lang là thủy đối mộc, thủy đối mộc như vậy là những bệnh liên quan đào hoa, đào hoa là thận suy dương hư, đó là cái sao tham lang. Đấy, đi với linh tinh thì chủ về căng thẳng thần kinh stress. Tiếp theo điền trạch, điền trạch mà có hỏa linh có tang hổ thì cẩn thận lửa cháy nhá, cẩn thận cháy nhà, củi lửa, cẩn thận củi lửa, nói chung là điện điếc các thứ, rồi là các hệ thống liên quan đến điện hết sức cẩn thận, đấy là hỏa tinh. Còn phá quân thì có thể mua bán bất động sản đất đai điền trạch được, nhưng phá quân thì trước nó phải phá đi sau nó mới thành được, đấy là phá quân. Thêm nữa ở đây là cung điền trạch này có tổ hợp là sát phá tham, đều là đắc địa miếu địa vượng địa hết, hội tử tướng này, tiếp theo là hội lộc tồn này, tiếp theo là hội thai phụ phong cáo tứ linh, thì hoàn toàn có thể làm về lĩnh vực liên quan bất động sản. Tôi nhớ không nhầm thì anh hình như là anh làm về bất động sản. Đấy, phá quân nếu bản thân anh đi đầu tư thì không ổn. Đấy, nhưng mà anh đi buôn bán thì được, tại vì cái tố chất ăn nói của anh là tốt, sau anh có thể kết hợp đầu tư được. Tại vì sao? Tại vì mệnh anh là vô chính diện, tự bản thân anh đầu tư thì hơi khó, nhưng kết hợp thì được nhé. Đấy, phá quân là phá trước thành sau, đấy là phá quân. Đấy, phá quân mà lâm cung điển, lâm lai tổ nghiệp bán, bán nói chung là phải bán hết đất đai thì sau mới thành công được là phá quân. Đấy, trường hợp đắc địa, còn hạm địa thì có bán hết mất hết. Đó là phá quân, thai phụ phong cáo sau này nhà nhiều bằng cấp nha, bằng cấp của anh, bằng cấp của con cái, vân vân. Thai phụ phong cáo đưa quốc ấn, lưu hà nhà gần sông gần suối, hỏa đi với lưu hà thì nói chung là cẩn thận, nước sôi lửa bỏng, hỏa đi với lưu hà. Đấy, tiếp theo gì, hoa cái tứ linh, nhà gần đình đền chùa miếu phủ, đó là cái tổ hợp sau này. Tiếp theo phá quân đó là quân quyền, tượng là nhà gần những cái nơi liên quan đến quân đội, công an, cảnh sát, đó là cung điền trạch này. Cái vận hạn đến điền trạch đắc tứ linh, đắc chứ tứ linh thì về cơ bản rất là tốt. Đó, cung điền trạch này, nhưng mà nói chung là cái độ rủi ro trong cung mệnh, cung tài, cung di của anh nó khá là cao, thế nên là khi anh đầu tư kinh doanh buôn bán ấy, anh hết sức cẩn thận. Thêm nữa cung nô bộc có phục binh này. Đấy, phục binh thì nói chung là rủi ro cao lắm, có thể là lừa nhỏ, có thể là lừa rất lớn chứ không đơn giản anh chị nhé. Rồi tiếp theo là mời anh chị vào các đại vận của lá số này đi. Đại vận đầu tiên này, đại vận đầu tiên là không kiếp kình đà thiên không có kỵ, nếu mà nói về sức khỏe nó cũng không được tốt là cho lắm, nó chuyện học hành nó cũng không được thuận lợi cho lắm, đồng với hóa kỵ cơ mà,
Âm dương khoa lộc tư chất thì thông minh, âm dương khoa lộc cũng chỉ tư chất thông minh nhưng mà đại vận nó đang không được tốt cho lắm. Đại vận đầu tiên 6 đến 15, đại vận thứ 2 16 đến 25, chuyện học hành các thứ nó tốt hơn rất rất nhiều rồi. Liêm chinh vượng về công danh, tuổi trẻ liên quan đến học hành thi cử vân vân các thứ. Đại vận này có mã, có khôi, có việt, có xương khúc, thai tọa quang quý. Quang quý là ấn điển sắc phong nhà nước, vinh danh vinh dự vinh thừa, lại có cổ quyền, lại có khôi việt mã ngũ hành thuộc mộc hợp mệnh mộc, lại sinh ngũ vượng, lại cả liêm chinh. Nói chung đại vận này tốt này, rất rất tốt này, 16 đến 25 này. 16 đến 25 này. Tiếp theo 26 đến 35 mới ra đời làm việc. Nói chung đại vận này chủ về 50 50. Đấy, đại vận này thường hỷ thần long đức thì hay, nhưng có cô quả, có đà, có kình dương đà la. Nếu nói với tình duyên gia đạo là không ổn. Nói với cái công danh thì cứ tương đối là ổn, âm dương khoa lộc gặp triệt sáng lên, nhưng nói về chuyện tài lộc thì không ổn cho lắm. Đấy, thái âm gặp đà la gặp triệt, thái âm gặp hóa lộc gặp triệt. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là đại vận này đối diện ở địa không kình dương thiên không, nói chung là tiền bạc là hao tán tụ thất thường trong cái đại vận này. 36 đến 45 sao? 36 đến 45 phá quân đi về hỏa tinh linh tinh, chủ về vất vả gian nan khổ sở. Đấy, phá quân nó chủ về phá trước mà thành sau, phá quân gần như là phá gia chi tử. Đấy, phá quân là phải phá trước kiến thiết sau. Tiếp theo đại vận này có thai phụ phong cáo, có lộc tồn, có tứ linh cơ bản là tốt, tốt công danh, tốt về mặt tài lộc. Kiểu gì cuối cùng cũng là tốt, 36 đến 45 tuổi anh chị nhá, đắc lộc tồn, đắc tứ linh. Sát phá tam đắc điện, mặc dù phá quân luôn luôn là hai mặt dễ được dễ mất, nhưng mà cái cuối cùng của nó, cái cuối cùng của phá quân đấy, là mất trước được sau. Đấy, với khi mà nó đắc địa, khi mà nó hội nhiều các cái cát tinh tốt thì là nó sẽ được đấy, mệnh không thân kiếp, cái tổ hợp không kiếp này thì phá quân nó chỉ được không kiếp, như vậy là đến cái đại vận này là được. Thì còn đại vận 46 là gì? Là địa không, là kình dương, là thiên không, là phá toái, là địa kiếp. Nói chung đại vận không không kiếp thiên không hóa kỵ thì nói chung là nhiều cái chuyện không hay xảy ra, tranh chấp thị phi, đầu tư kinh doanh buôn bán là dễ mất, dễ thua lỗ, thế nên trong cái đại vận này cần an toàn một chút. Cái đại vận 46 55 cần an toàn một chút anh chị nhé, an toàn một chút chứ không là đại vận này dễ mất lắm. Cũng không không mấy người là vượt qua được cái đại vận thiên không mà còn nguyên vẹn đâu. Nói chung là kiểu như long trời lở đất đấy. Đây là cả không kiếp thiên không, kình dương thiên không, rủi ro rất cao. Cái vận mà có đào hoa thì nói chung là đi kinh doanh thì buôn may bán đắt, nhưng mà dễ được thì dễ mất. Đấy, đào hoa nó rất là hai mặt, nó là cái duyên, nó là cái cám dỗ, nó là cái tham sân si, đặc biệt đi với không kiếp, đi với thiên không, tình duyên trong cái đại vận này dở. Đấy, công danh tài lộc trong cái đại vận này thì rất rất rủi ro. Còn đại vận này là hậu vận là vẫn là tốt này, cái cuối của đại vận này ví dụ như 5 năm sau này. Đấy. Còn nếu mà nói về dịch Covid các thứ mà nó ảnh hưởng chung thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái đó anh chị nha. Nhiều khi Covid nó ảnh hưởng chung thì chung là xấu thành tốt. Tiếp theo đại vận 56 thì sao? Đại vận 56 cũng là một cái đại vận tốt, đặc biệt tốt về mặt công danh và tài lộc. Tử phủ vũ tướng hội văn khúc, hội khôi việt quyền, tam thai ân quang thiên quý và hội thiên mã sinh mẫu vượng. Mã đây là mã mộc, vũ khúc thì văn phúc đắc cách, khôi việt quyền, thiên phủ thì về hóa quyền đắc cách này, đi mã đắc cách này. 56 đến 65 tốt này. 66 đến 75 cũng là một cái đại vận tốt, chỉ có điều là cô quả Đà La thì cô đơn buồn phiền trắc trở thị phi một chút thôi. Còn âm dương như khoa lộc gặp triệt là về sau là vẫn là tốt rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ dừng lại ở đại vận 56 thôi. Đấy, 66 là có lẽ con người ta đa phần là cũng nghỉ hưu rồi. Đại vận 56 vẫn còn tốt này, đại vận 66 thì rủi ro, đại vận 36 là được này. Tiếp theo năm 2022 của anh, năm 2022 năm Nhâm Dần. Năm Nhâm Dần và cung Điền Trạch là cái thứ nhất, cái tuổi thứ hai là tuổi 43. 46, 45, 44, 43 và cung Phụ Mậu. Thứ nhất vào cung Điền Trạch. Điền Trạch mà có phá quân thì thường phải thay đổi. Thay đổi. Thay đổi gì? Thay đổi nhà ở, thay đổi đất đai, thay đổi môi trường làm việc, thay đổi nơi sinh sống. Đấy, nhưng mà phá quân này có lưu tang, lưu hổ, lưu khốc, lưu hư, lưu bình, lưu đả, hỏa linh. Trước là thay đổi. Trước khi thay đổi thì nó chủ về vất vả, gian nan, khổ sở, nhiều chuyện buồn, nhiều chuyện nước mắt. Nhưng mà càng về sau nó càng tốt. Lý do là sát phá tham đắc địa. Cái lý do thứ hai là đắc thai phụ phong cáo, đắc lộc tồn tướng quân cô ốn và đắc tứ linh. Đấy. Trước là nó xấu, sau nó sẽ tốt. Đấy. Năm này giao dịch các thứ là cũng dễ trục trặc, nhưng càng về sau nó càng tốt. Đấy chính là đắc tứ linh, đắc lộc tồn, đắc ân quang, đắc tam thai và tọa. Càng về sau nó càng tốt nha, phá quân. Tiếp theo năm nay có một cái biến động rất mạnh liên quan đến bố mẹ, đó là liêm chinh, nó lưu thái tuế, nó thiên mã. Như vậy là nó rất khớp nhau anh chị nha. Nếu như cái lá số này mà thay đổi nơi ăn ở, nơi sinh hoạt các thứ là phải xa bố mẹ, thì ở đây thiên mã và cung phụ mẫu là xa bố mẹ là đúng rồi. Cái thứ hai 43 tuổi mà vào cung phụ mẫu thì đôi khi là nó còn ám chỉ sếp cấp trên của mình, mà có khôi, có việt, có mã, có sinh, như vậy là được sếp cấp trên yêu quý, trợ mến, trợ giúp. Yêu mến trợ giúp là tốt. Liêm chinh năm nay cơ bản rất vượng về mặt công danh,
về mặt đất đai điền sản các thứ thì trước là nó có hao hụt một chút nhưng càng về sau nó càng tốt. Còn năm nay có Khôi Việt, có Mã 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 mà đi với Liêm Trinh, đi với Khôi Việt là cực kỳ vượng về mặt công danh. Khôi Việt là cách văn chương đấy, bé nó chủ về văn chương thi cử, huống chi nó còn hội xương hội khúc hội tài hội thai hội tọa hội quang hội quý đấy. Khôi Việt quyền như vậy, năm nay công danh tốt này, tài lộc thì càng về sau nó mới tốt được, đất đai điền sản các thứ về sau nó mới tốt, đó là tượng chính của năm nay. Tiếp theo đến các cái tháng đây, tháng 1 cẩn thận làm ơn mắc oán, tháng 1 hao tài tốn của tranh chấp thị phi này, tháng thứ hai thì nói chung là dễ bị lừa này, ăn chơi dễ bị lừa phục binh vì điếu khách này, tháng thứ ba là kỳ đà cản mũi cô đơn buồn phiền này, nhưng mà không xấu, không quá xấu. Tháng thứ tư tốt, tốt về công danh, tốt về tài lộc, rất vượng, có những cái may mắn kỳ lạ là cái tháng thứ tư. Tháng thứ năm thì cẩn thận, tháng năm rất xấu nhé, xấu về mọi mặt, công danh tài lộc tình duyên gia đạo, tháng năm rất xấu. Tháng tháng 6 thì vượng về mặt công danh, nhưng cẩn thận liên quan giao kiếm kim loại sao Thiên Hình, cẩn thận bị sếp cấp trên soi xét là sao Thiên Hình, cẩn thận bị người ta nói xấu là cái sao Thiên Hình. Rồi tháng thứ bảy lại cô đơn buồn phiền hao tài tổn của là cái tháng thứ bảy. Tháng thứ 8 sao? Tháng thứ 8 thì cơ bản là công danh ở mức độ bình thường, nó không thuận lợi cho lắm, sát gặp tuần. Tháng thứ 9 đào nghỉ gặp địa kiếp, nói chung là tình duyên tình ái nó không tốt, tiền bạc thứ nó dễ bị lừa. Tháng thứ 10 tốt về mặt công danh, tháng thứ 10 thì hay được đi lại, hay vất vả, hay được đi lại, hay được xuất hành xuất ngoại đi ra, hay thay đổi cái nơi ăn chỗ ở, đấy là sao Thiên Mã. Nhưng mà tốt, tháng 10 tốt. Tháng 11 thì có niềm vui, nhưng niềm vui thì ít, nỗi buồn thì nhiều, cẩn thận đối diện cung của nó, địa không kình dương thiên không phá toái. Trước thì vui nhưng mà rất dễ bị lừa. Tháng 12 đầu tháng thì xấu nhưng cuối tháng lại tốt, đó là phá đi với hỏa linh, lưu tang, lưu lưu khốc, lưu hư, nhưng cuối cùng nó là lộc tồn, nó là tứ linh, nó hội về thai phụ phong cáo, là ân quang hội về, thế nên cuối cùng nó sẽ là tốt. Rồi chú ý nhất cho anh là cái tháng 1 thì qua rồi này, tháng 1 thị phi hao tài tốn của này, tháng thứ năm cũng qua rồi này, tháng 1, tháng 5 qua rồi này. Tiếp theo là tháng 9, anh còn tháng 9 nhá, tháng 1, tháng 5 và tháng 9 là những cái tháng rất xấu của anh nên lưu ý. Rồi, xin chào, sau khi nghe xong video này thì anh có thể alo lại với mình để trao đổi tiếp nếu cần.